Rồi, chúng ta vẫn còn nhộn nhịp các bạn. Lớp này là lớp gì ạ? Vẫn còn rất là nhộn nhịp các bạn. KD17. Hiện tại lửa trại chưa đốt nha các bạn. Chứ sẽ quay cái đoạn lửa trại đốt nha các bạn. Lui về sau 10 cái mông ạ. 10 cái mông thôi, 10 cái mông rất là nhỏ. Rồi, nhộn nhịp ha. Cái nước mà sẽ quay đoạn này các bạn. Nghe anh nói là có MC từ Hoa Kinh Tế tới cho nên là muốn người sẽ đấu đúng không? Nãy mình mới coi đá banh xong, bây giờ quay lại chút có nữa mình sẽ coi đá banh nhé kia. Nhưng mà ngồi này là im lặng ha, ngồi thấp nha, không có cuồng MC nha, tại vì ban giám khảo mình đang ngồi phía dưới sau lưng hai các bạn. Rồi lớp 18 đầy đủ chưa? DB16 đầy đủ chưa? Rồi DB16 gì vậy? Đồ ạ. Ở khoan khoan cháu cho biết ra sao rồi. Đây là bạn đây, chuẩn bị tham gia show đó mà. Đây chụp cho. Đây chụp tay chứ. Đó, 3